giữa cái cơn bão đăng kiểm, tại sao chủ xe vẫn nâng cấp chiếc xe này, không những nâng cấp rón rén mà còn nâng cấp cực kỳ khủng. Chiếc xe vừa mới lấy tháng 1 2023 và các bạn biết rằng một chiếc xe như thế này của Ford Explorer phiên bản 2023 này, đèn của nó thì ối giời ơi luôn. Không phải vì bên mình làm đèn hay nâng cấp ánh sáng mà mình nói như vậy, bởi vì khách hàng đã mua một chiếc xe hơn 2 tỷ thì khi họ đã thực tế trải nghiệm trên đường, họ sẽ biết được rằng cái đèn của họ có tốt hay không. Chiếc xe này ánh sáng đã không thể đảm bảo được cái yêu cầu mà cái người chủ họ đề ra. Một chiếc xe mua vào tháng 1 2023 giữa cái cơn bão đăng kiểm, tại sao chủ xe vẫn nâng cấp chiếc xe này, không những nâng cấp rón rén mà còn nâng cấp cực kỳ khủng. Cấu hình hai quả L91 Pro đây bạn nhìn này, và khi cái cấu hình này được nâng cấp lên cái xe này thì nhìn như zin. Cameraman hãy soi vào đây, soi cận cảnh để những người đang xem clip này tìm ra cái sự không hoàn hảo của cái bộ đèn này. Quá tuyệt vời, quá hoàn mỹ. Và tại sao chủ xe lại nâng cấp mà không hề ngại đăng kiểm? Đầu tiên là vì chiếc xe được nâng cấp dùng bass, jack và tất cả mọi thứ, cũng như cái việc chiếc xe này sau khi nâng cấp xong có thể về gym một cách dễ dàng. Tức là vào tháng 7 2025, chủ xe có nhu cầu đăng kiểm thì chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chủ xe hoàn toàn 100%. L91 Pro hiện nay đang là một trong những quả bi giá thành trên hiệu năng, cũng như cái ngoại hình của nó cực kỳ đẹp. Các bạn đã biết rồi, L91 Pro là một bộ bi laser coat cực kỳ đẹp và pha thì rất là mạnh. Đó là lý do chủ xe chọn sản phẩm này, không những làm chiếc xe sáng hơn, sáng gấp nhiều lần so với đèn zin, mà còn giúp cho việc chiếc xe nhìn nó đẳng cấp hơn, thời thượng hơn với cái trang bị này. Và thời gian bảo hành lên đến 3 năm với cái sự đầu tư này, cấu hình này, chủ xe sau khi đi hết cái đời xe có thể đi 5 năm, 7 năm, bộ đèn này vẫn có thể tháo ra về zin và lắp lên những chiếc xe khác một cách cực kỳ dễ dàng. Và nếu là mình thực sự có tiền mua chiếc xe này thì mình cũng sẽ chọn nâng cấp cái bộ đèn này mà thôi, tại vì nó rất là hợp, nó sinh ra gần như để dành cho chiếc xe Explorer phiên bản này.